Theo cái cảm nhận của tôi thì giữa đối thoại giữa Sở Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp đại diện cho rất nhiều hiệp hội ở đây thì tôi thấy là một cuộc đàm phán rất là bổ ích. Cộng đồng doanh nghiệp đặt rất nhiều câu hỏi và thẳng thắn để đưa ra những cái ý kiến và những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và được lãnh đạo Sở Công Thương trả lời rất thẳng thắn. Từ đó nó tạo được cái tiền đề rất tốt cho cái thời gian tới để chúng tôi triển khai công việc nó được bám sát hơn với chính sách của tỉnh và của Sở Công Thương và để doanh nghiệp được phát triển tốt hơn với cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh.